người dẫn đầu nhóm trục vớt tàu lặn Titan đã không kìm được nước mắt khi kể lại quá trình giải cứu và trục vớt tàu ngầm xấu số. Lý giải nguyên nhân gây ra thảm kịch, ông Ed Cassano cho rằng đơn giản tàu lặn Titan đã vượt quá độ sâu dưới nước của nó. Trưởng nhóm tìm kiếm trục vớt tàu lặn Titan không kìm được nước mắt khi kể lại sứ mệnh. Người dẫn đầu nhóm trục vớt tàu lặn Titan đã không kìm được nước mắt khi kể lại quá trình giải cứu và trục vớt tàu ngầm xấu số. Lý giải nguyên nhân gây ra thảm kịch, ông Ed Cassano cho rằng đơn giản tàu lặn Titan đã vượt quá độ sâu dưới nước của nó. Ed Cassano, giám đốc điều hành của Pelagic Research, biết kể lại rằng Ocean Gate đã liên lạc với nhóm của ông ngay sau khi tàu lặn Titan mất liên lạc vào ngày 18 tháng 6. Pelagic Research viết là công ty được Hải quân Mỹ giao nhiệm vụ tìm kiếm và trục vớt tàu lặn Titan của Ocean Gate kể từ khi sự cố tàu lặn Titan mất tích xảy ra. Tàu lặn Titan sau khi lặn xuống đáy biển để thám hiểm xác tàu Titanic thì mất liên lạc và sau đó được báo cáo mất tích. Một chiến dịch giải cứu quốc tế trên diện rộng đã được tiến hành cho tới 5 ngày sau đó. Robot điều khiển từ xa dưới nước phát hiện ra 5 mảnh vỡ của tàu lặn Titan cách xác mũi tàu Titanic gần 500 mét. Robot thám hiểm đại dương này đã được Pelagic Research viết triển khai trong chiến dịch tìm kiếm giải cứu và sau đó là trục vớt tàu lặn Titan để đưa về đất liền phục vụ công tác điều tra. Trong cuộc họp báo, ông Ed Cassano, CEO của Pelagic Research viết đã không cầm được nước mắt khi kể lại hành trình giải cứu và trục vớt tàu ngầm xấu số. Trong chiến dịch giải cứu, robot Odysseus 6K là phương tiện điều khiển từ xa, dưới nước duy nhất có thể lặn sâu tới nơi xác tàu Titanic nằm lại dưới đáy biển. Pelagic đã triển khai robot Odysseus 6K tiếp cận xác tàu Titanic ở độ sâu 3.810m dưới đáy biển trong vòng 90 phút. Kể lại hành trình tìm kiếm gian nan suốt 5 ngày sau khi con tàu được báo cáo mất tích, ông S. Cassano cho biết đội của ông đã chuẩn bị sẵn sàng để giải cứu tàu lặn Titan. Nhưng rõ ràng 5 hành khách trên tàu không thể sống sót bởi oxy trên tàu được thiết kế chỉ đủ dùng 96 giờ và đã quá thời hạn trên. Thật đáng buồn là đến 12 giờ, chiến dịch giải cứu đã chuyển sang thành giai đoạn trục vớt. Người dẫn đầu chiến dịch giải cứu xúc động kể lại giây phút khi robot phát hiện những mảnh vỡ của tàu lặn xấu số. Ngay khi robot Odysseus xuống đáy biển, chúng tôi đã phát hiện ra mảnh vỡ của tàu lặn Titan, ông S. Cassano nghẹn ngào nói. Ông dừng lại, thở dài và cố kìm nước mắt. Tôi phải xin lỗi vì quá xúc động. Ông cũng cho biết thêm rằng mọi người đều rất mệt mỏi sau hành trình dài tìm kiếm và trục vớt chiếc tàu ngầm xấu số. Trò chuyện với các phóng viên, người dẫn đầu chiến dịch cứu hộ và trục vớt bắt đầu nghẹn ngào, không cầm được nước mắt. Các quan chức tin rằng tàu lặn Titan dài 6,4 mét đã phải hứng chịu một vụ nổ thảm khốc ngay sau khi lặn xuống đáy biển vào ngày 18 tháng 6. Lý giải nguyên nhân thảm kịch, ông Ed Cassano tin rằng đơn giản tàu lặn Titan đã bị đẩy vượt quá độ sâu của nó. Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thám hiểm đại dương, tàu lặn Titan chỉ đang trong quá trình thử nghiệm và vật liệu siêu nhẹ làm nên vỏ tàu không thích hợp với áp suất nước khủng khiếp ở độ sâu gần 4.000 mét dưới đáy biển. Trong những ngày sau khi thảm họa xảy ra, nhiều thông tin nổi lên về việc dường như CEO của Ocean Gate cũng là người trực tiếp lái tàu lặn Titan đã phớt lờ những lo ngại về tính an toàn trong thiết kế của con tàu. Những mảnh vỡ của tàu lặn Titan đã được robot trục vớt đưa về đất liền bên trong có chứa thi thể được cho là của người. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết vào hôm ngày 28 tháng 6 theo giờ địa phương. Có thể thấy tai nạn lần này cũng chỉ xoay quanh sự chủ quan và thiếu trách nhiệm của vị thuyền trưởng. Tuy đau đớn, đây cũng là một bài học quý giá và tôn trọng sức mạnh của đại dương, cũng như có sự chuẩn bị kỹ càng trước bất kỳ hành trình nào tiến vào biển sâu.